Cũng trong sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trường trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đang được xây dựng tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chân Úc. Qua kiểm tra thực tế tại công trình và nghe báo cáo của đơn vị thi công, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị. Tiến độ thi công được đẩy nhanh và đạt khá cao so với kế hoạch. Nguyên Chủ tịch nước đề nghị đơn vị thi công giữ vững tiến độ, hoàn thành công trình, đảm bảo cả về mặt tiến độ và chất lượng. Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cùng các sở ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, bám sát tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có. Cùng với đó là đề nghị địa phương cần quan tâm chuẩn bị sớm công tác nhân sự, chất lượng tuyển sinh đầu vào trong năm học mới này nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chất lượng cao. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay.